Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, chung tay bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. Cùng xây dựng môi trường sống an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Gọi tổng đài 111, thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em và được tư vấn, hướng dẫn bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.